sự liên quan giữa các con chip với hoạt động của không quân Nga tại Ukraine. Theo cá nhân tôi, ông Medvedev đã nói sự thật là tên lửa của Nga sẽ không cạn. Điều này có nghĩa là người Nga sẽ tiếp tục cách thức đánh phá Ukraine từ trên không theo cách hiện nay. Đối với các mục tiêu sâu trong nội địa, họ sẽ sử dụng tên lửa. Đối với các mục tiêu gần tiền tuyến, họ sẽ sử dụng bom lượn và không quân Nga sẽ giữ gìn được lực lượng của mình thông qua cách thức chiến tranh đó. Câu hỏi tiếp theo là nếu cách thức tiến hành chiến tranh đường không như vậy, thì liệu là Nga có đạt được những gì mà không quân Mỹ đạt được ở Iraq và Nam Tư hay không? Câu trả lời là không và có. Nếu mục tiêu của không quân Nga là làm tê liệt toàn bộ hệ thống chỉ huy quân sự, các kho tàng, nền công nghiệp quốc phòng, cùng với làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế và đời sống dân thường như trong các cuộc không kích của không quân Mỹ, thì câu trả lời là không. Lý do là có vẻ chiến lược ném bom của Nga không nhằm vào tất cả các thứ đó, hoặc ít nhất tới thời điểm này họ chưa nhắm tới những thứ đó. Mặc dù chúng ta đã thấy rằng tên lửa của Nga có thể đánh trúng bất kể tòa nhà nào họ muốn trên đất Ukraine, nhưng vào ngày mở màn chiến dịch và cho tới tận ngày nay, tất cả các tòa nhà của các cơ quan đầu não của quân đội và chính quyền Ukraine không bị tấn công, ngoại trừ tòa nhà của SBU và cái được cho là trụ sở bí mật của lực lượng NATO tại Ukraine bị đánh tên lửa để trả đũa cho hai vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào Nga. Có vẻ như người Nga đang đi theo vết xe đổ của người Mỹ trong việc lựa chọn các mục tiêu để ném bom ở miền Bắc. Trong chiến tranh ở Việt Nam, vì e ngại rằng cuộc chiến có thể sẽ bất ngờ leo thang và mở rộng với sự tham gia của Trung Quốc và Liên Xô, nếu các cuộc ném bom của Mỹ đánh thẳng vào các cơ quan của Đảng Cộng sản và Chính phủ tại Hà Nội, hoặc các mục tiêu chiến lược mà người Mỹ nghi là có sự hiện diện của chuyên gia Liên Xô và Trung Quốc, nên người Mỹ thực hiện việc lựa chọn mục tiêu ném bom theo cách leo thang. Cứ mỗi khi các cuộc đàm phán tại Paris bế tắc hoặc lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam có một cuộc tấn công lớn ở miền Nam, thì người Mỹ lại nâng cấp các mục tiêu bị ném bom. Đó là lý do mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1965 đã dự đoán rằng người Mỹ sẽ chỉ ký hiệp định hòa bình với Việt Nam sau khi họ ném bom Hà Nội và thua trên bầu trời Hà Nội. Nếu người Nga đi theo hướng này, có lẽ họ sẽ thất bại. Về ý chí của đối phương, ban lãnh đạo của Ukraine từ Tổng thống Zelensky tới các quan chức thấp hơn đều nói rằng họ sẽ không có đàm phán hòa bình chừng nào quân Nga còn trên đất Ukraine. Về ý chí người dân thì tôi không xem xét vì tôi tin rằng người dân Ukraine cũng giống như người dân Anh và Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai và người dân Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ sẽ không từ bỏ cuộc kháng chiến chỉ vì những khó khăn do các cuộc ném bom tạo ra. Với thực lực của không quân Nga và phương thức ném bom hiện tại, không quân Nga không thể tạo ra được sự tê liệt về kinh tế và đời sống cho người dân Ukraine. Về tương quan lực lượng và chất lượng giữa không quân Nga với lực lượng không quân và phòng không Ukraine thì không có chênh lệch rất lớn như tương quan giữa khối NATO với Iraq và Nam Tư trong hai cuộc chiến trước kia. Lãnh đạo Ukraine khác với lãnh đạo Nam Tư và Iraq, những nước bị cô lập khi chiến tranh xảy ra, có sự hậu thuẫn của NATO nên họ sẵn sàng chiến đấu tới những chiếc máy bay, những tổ hợp tên lửa phòng không cuối cùng vì họ tin tưởng rằng các nước đồng minh sẽ hỗ trợ các vũ khí thay thế. Điều này sẽ dẫn tới thiệt hại nặng nề cho Ukraine. Tuy nhiên, vấn đề là Nga không thể chấp nhận các thiệt hại do phía Ukraine gây ra cho lực lượng không quân của mình, dù là họ có thể có tỷ lệ thiệt hại có lợi hơn nhiều. Lý do rất đơn giản là Ukraine có thể chấp nhận mất toàn bộ không quân và lực lượng phòng không, nhưng Putin không thể để hao hụt lực lượng không quân của mình trong khi lực lượng NATO còn nguyên. Nền công nghiệp Nga có thể sản xuất các máy bay thay thế, nhưng họ sẽ không thể thay thế kịp các phi công có kinh nghiệm trong cuộc chiến với Ukraine. Người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đã thấm điều này. Trong chiến tranh ở Việt Nam, mặc dù việc ném bom miền Bắc được leo thang từ từ, nhưng với việc mỗi phi công sẽ được quyền rời khỏi chiến trường sau một số phi vụ nhất định ở miền Bắc, thì người Mỹ phát hiện ra rằng số phi công tham chiến tại Việt Nam của họ ngày càng gia tăng và chiếm một tỷ lệ rất lớn trong số các phi công. Và điều nghiêm trọng hơn nữa là khi các phi công Mỹ tác chiến trên bầu trời miền Bắc, thì họ phải đối phó không chỉ với các phi công trẻ, ít kinh nghiệm của không quân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà với cả một hệ thống chỉ huy hỗ trợ dưới mặt đất và một hệ thống phòng không dày đặc. Điều này khiến cho các phi công có kinh nghiệm từ chiến tranh thế giới thứ hai hay chiến tranh ở Triều Tiên cũng có cơ hội bị bắn rơi không khác gì các phi công trẻ. Và họ phát hiện ra rằng nếu tiếp tục như vậy, khối quân sự Warsawa do Liên Xô đứng đầu sẽ không mất gì cả, nhưng đối thủ trên không của họ là Mỹ sẽ bị hao mòn về phi công qua mỗi ngày không chiến trên bầu trời miền Bắc.
Người Nga sẽ gặp chính những điều đó nếu như người Ukraine sử dụng các chiến thuật không quân du kích như miền Bắc Việt Nam, cộng thêm với việc NATO cung cấp máy bay hỗ trợ như Liên Xô và Trung Quốc đã làm với Việt Nam trước kia. Câu trả lời có cho câu hỏi Nga có đạt được những gì mà không quân Mỹ đã đạt được ở Iraq và Nam Tư hay không? Nếu người Nga đặt mục tiêu cho các cuộc không kích của mình khác đi. Nếu mục tiêu của Nga cho không kích là phá hủy nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine và phá hủy cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc kháng cự, thì có vẻ họ đã có phương thức thực hiện điều đó. Sau khi các cơ sở công nghiệp quốc phòng bị phá hoại, người Nga bắt đầu chuyển mục tiêu của các cuộc đánh phá sang hệ thống năng lượng của Ukraine. Về tần số, các cuộc đánh phá này được tiến hành theo từng đợt cách nhau từ 15 tới 20 ngày, và về sau thì khoảng cách kéo dài hơn. Sau mỗi đợt tấn công, phía Ukraine đều công bố các khu vực bị ảnh hưởng vì mất điện và sau đó công bố các khu vực điện được phục hồi như trước khi bị tấn công. Phía Ukraine coi việc này là bằng chứng cho quyết tâm kháng cự của họ. Tuy nhiên khi quan sát kỹ các mục tiêu, khu vực ảnh hưởng và thời gian bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công đó, tôi lờ mờ nhận ra một điều, các mục tiêu của các cuộc tấn công hầu như không lặp lại. Có vẻ như người Nga đang nghiên cứu, thử nghiệm và vẽ sơ đồ các điểm yếu trong hệ thống năng lượng của Ukraine. Chúng ta biết rằng, trong tháng 6 và tháng 10 năm 2022, người Nga đã phóng một loạt vệ tinh quân sự để theo dõi Ukraine. Sau đó, các cuộc tấn công được gia tăng về cường độ. Có vẻ như sau mỗi lần tấn công, người Nga sẽ quan sát xem các khu vực nào bị ảnh hưởng. Các nhà máy, các ngành công nghiệp nào bị đình trệ, các lực lượng cứu trợ khôi phục nhà máy từ đâu tới, tập hợp nguyên vật liệu ra sao. Chúng ta biết rằng, có những thời điểm khoảng 75% hệ thống đường sắt, tuyến vận chuyển huyết mạch chủ yếu cho trang thiết bị ra trận của Ukraine buộc phải chuyển sang sử dụng tàu chạy diesel do mất điện vì các cuộc oanh kích của Nga. Tuy nhiên, sau khi người Ukraine khôi phục lại hệ thống này, thì các cuộc tấn công lại chuyển hướng sang các mục tiêu khác. Có hai khả năng xảy ra ở đây. Khả năng thứ nhất, đó là tất cả những gì mà không quân và tên lửa Nga có thể làm được là phá chỗ này một chút, làm ngưng trệ hoạt động chỗ kia một chút. Nếu đúng như vậy thì có nghĩa là không quân Nga không còn vai trò gì lớn trong cuộc chiến ngoài vai trò, thỉnh thoảng làm căng thẳng thần kinh và gây khó chịu cho người dân Ukraine ở hậu phương. Khả năng thứ hai là người Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công. Vào năm 1944, trong một tuần trước khi chiến dịch Bagration của Nga nổ ra, chiến dịch này đánh quỵ cụm tập đoàn quân trung tâm của Đức, giải phóng Belarusia và đưa quân Liên Xô tiến vào Ba Lan. Du kích Liên Xô đã phá nổ gần 10.000 đoạn đường sắt trong hậu phương Đức. Việc này đã khiến cho việc vận chuyển quân và hậu cần của Đức trở nên đặc biệt khó khăn khi quân Liên Xô đột phá. Gần 80 năm sau, người Nga hiện nay không có 100.000 quân du kích hoạt động trong hậu tuyến địch như trước. Do đó, nếu muốn phá hoại việc vận chuyển hậu cần của Ukraine khi tổng tấn công nổ ra, thì một mục tiêu hợp lý nhất chính là hệ thống đường sắt. Và nếu đánh vào đường sắt thì triệt tiêu hệ thống điện cung cấp cho các đoàn tàu và các trung tâm điều độ sẽ loại trừ ngay lập tức một phần lớn năng lực của vận tải đường sắt. Và điều này sẽ gây tê liệt trên toàn hệ thống chứ không phải gây thiệt hại một phần như khi đánh vào một đoạn đường, một cây cầu, một đường hầm tàu hỏa nào đó. Hơn nữa, việc đánh vào hệ thống điện sẽ khiến cho Ukraine phải căng mỏng hơn nữa lực lượng phòng không đã thiệt hại nhiều của mình. Tuy nhiên, điều này chỉ là phỏng đoán. Vậy chiến thuật mà Ukraine có thể sử dụng để gây thiệt hại cho không quân Nga là gì? Tôi nghĩ rằng NATO và Ukraine đã tìm nhiều chiến thuật cho việc đó, nhưng họ cần phải có thời gian thực hiện. Sau khi Ukraine đã đào tạo lại một lực lượng phi công, họ sẽ tiến hành các thủ đoạn buộc không quân Nga phải xuất kích và tiến vào đất Ukraine. Từ đó, họ sẽ sử dụng chiến thuật du kích cho không quân hoặc hệ thống phòng không để bắn rơi máy bay Nga. Nếu họ thành công trong chiến thuật đó, không quân Nga sẽ buộc phải rút khỏi cuộc chiến. Vậy chiến thuật đó là gì? Trước hết, NATO sẽ trang bị các bộ điều khiển cho không quân Ukraine để họ gắn lên các quả bom thông thường cỡ lớn và biến nó thành bom lượn. Sau đó, với thông tin tình báo do NATO cung cấp, họ sẽ sử dụng các máy bay ném bom lượn từ sâu trong nội địa, cách mục tiêu từ 50 tới 70 km. Thực ra NATO đã cung cấp các bộ điều khiển này và Ukraine đã thử nghiệm trên chiến trường. Các thông tin tình báo của NATO trong một năm qua cho thấy rất lợi hại và người Ukraine đã sử dụng nó một cách hiệu quả để gây thiệt hại lớn cho quân Nga. Ví dụ như sự xuất hiện của HIMARS trên chiến trường Ukraine được đánh dấu bằng việc Ukraine đã sử dụng đạn này đánh trúng và tiêu diệt toàn bộ ban chỉ huy một sư đoàn của Nga, hoặc việc họ dùng HIMARS đánh trúng một doanh trại lớn gây chết hàng trăm binh sĩ mới nhập ngũ của Nga trong dịp năm mới. Thiệt hại cho quân Nga sẽ lớn gấp nhiều lần nếu các vũ khí được sử dụng để đánh trúng đó không phải là các đầu đạn tương đối nhỏ của HIMARS mà là các quả bom từ 1 tới 1,5 tấn.
Ở khu vực Kherson, Ukraine đã phải bắn phá cây cầu Antonovka 8 lần bằng HIMARS cho tới khi cây cầu này không sử dụng được. Tuy nhiên, nếu sử dụng bom lượn, thì có lẽ chỉ một quả bom 1,5 tấn cũng đủ làm sập hoàn toàn cây cầu này. Một khi các bom lượn do máy bay Ukraine gây thiệt hại lớn cho quân Nga, các máy bay tiêm kích của Nga sẽ buộc phải xuất kích vào sâu trong nội địa Ukraine để đánh chặn các cuộc tấn công này. Khi đó, họ sẽ rơi vào tình thế phải chiến đấu trên bầu trời đối phương giống như người Mỹ đã từng làm trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. Tóm lược lại các vấn đề ở phần này như sau. Thứ nhất, cả Hải quân và Không quân Nga dù có được sự đầu tư mạnh mẽ của nhà nước từ năm 2008, nhưng một năm chiến tranh vừa qua cho thấy hai lực lượng này không hề được đầu tư chuẩn bị cho cuộc chiến với Ukraine. Không quân và Hải quân Nga xuất trận yếu cả về số lượng và chất lượng. Về cơ bản, Không quân Nga đạt được hầu hết các mục tiêu đề ra vào đầu cuộc chiến, tạo ra ưu thế trên không, tiêu diệt nền công nghiệp quốc phòng Ukraine, làm suy yếu lực lượng phòng không và không quân của Ukraine. Kết quả này có được không phải là do công cuộc cải tổ không quân Nga, mà chủ yếu do Bộ Chỉ huy Không quân Nga đã kịp thời khắc phục các điểm yếu và sai lầm của họ, cũng như đề ra các mục tiêu hợp lý với chiến thuật phù hợp. Hải quân Nga thể hiện sự yếu kém gần như là toàn diện. Cũng như không quân, họ không được đầu tư đích đáng cho cuộc chiến ở Ukraine, do Moscow dồn các nguồn lực hữu hạn cho các chương trình quá lớn nhắm tới cuộc đối đầu với NATO và việc chiếm lĩnh Bắc Cực. Nếu xét trong hoàn cảnh đối đầu với Mỹ và cân bằng hạt nhân, Moscow đã đúng. Nếu xét trong cuộc chiến với Ukraine, Moscow thể hiện rõ là họ đã không đầu tư đầy đủ cho hạm đội Biển Đen để tiến hành cuộc chiến này. Các thành tích của hạm đội Biển Đen chủ yếu là nhờ kết quả của việc phát triển vũ khí tên lửa. Hạm đội này, sau những trệch trọc ban đầu, thì đã bắt đầu học được cách thích nghi với sự thay đổi của cuộc chiến trên biển thời hiện đại. Tuy nhiên, sự thay đổi của hạm đội Biển Đen đến giờ vẫn chỉ đủ để họ không tự làm xấu hổ mình và nước Nga, chứ chưa đủ để tạo ra sự thay đổi cho cuộc chiến. Chính quyền Ukraine đã đề ra chiến lược phát triển hải quân hợp lý, đó là việc họ không cố bỏ tiền để đóng lại một hạm đội nhằm đối đầu với hạm đội Biển Đen, mà đầu tư vào các vũ khí để hạm đội Biển Đen không thực hiện được nhiệm vụ của nó. Chiến lược của họ tỏ ra hoàn toàn đúng. Các tên lửa chống hạm do Ukraine phát triển và các UAV trên biển, cùng với cách đánh thông minh của hải quân Ukraine, đã khiến hạm đội Biển Đen không chỉ mất soái hạm của mình mà buộc phải rút khỏi Sevastopol, căn cứ chính của mình. Tôi cho rằng không có gì là quá đáng khi nói rằng người Ukraine đã thắng người Nga trên biển. Và sự thắng lợi này của Ukraine đáng vỗ tay hơn nữa khi họ thắng không phải bởi sức lực tài chính, kỹ thuật vượt trội đối phương, mà là bằng nguồn lực tài chính rất hạn chế với tinh thần sáng tạo của các kỹ sư, các binh lính và tướng lĩnh hải quân Ukraine. Tất cả các quốc gia nhỏ có bờ biển trong nhiều năm tới sẽ cần phải nghiên cứu và học Ukraine cách họ chuẩn bị, tiến hành và chiến thắng cuộc chiến trên biển này. Về phòng không và không quân, Ukraine, trong một thời gian dài, lực lượng này đã bị bào mòn bởi sự thiếu ngân sách, yếu và thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng, nên không có gì đáng ngạc nhiên đối với việc họ bị thiệt hại nặng trong những ngày đầu của cuộc chiến. Tuy nhiên, người Ukraine với tinh thần chiến đấu của mình, bất chấp các thiệt hại, đã thành công trong việc đẩy lực lượng không quân Nga ra khỏi bầu trời của mình. Nếu như có thời gian để đào tạo kịp các phi công và được sự hỗ trợ của NATO thiết bị tạo ra bom lượn, không quân Ukraine sẽ gây thiệt hại lớn cho bộ binh Nga, và điều đó sẽ buộc không quân Nga phải tiến vào đất Ukraine để tham chiến. Tới lúc đó, dù tỷ lệ có là 1 đổi 3 có lợi cho người Nga, thì rất nhanh chóng người Nga sẽ phải rút lui khỏi bầu trời Ukraine. Vì dù tỷ lệ có lợi, họ cũng sẽ không thể duy trì được một lực lượng đủ sức để đề phòng NATO. Người Nga sẽ không thua trên bầu trời Ukraine vì hết tên lửa, nhưng họ có thể sẽ thua vì tinh thần chiến đấu của Ukraine với sự hỗ trợ của NATO cho các lực lượng phòng không và không quân nước này. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về lục quân của Nga trong cuộc chiến và những mâu thuẫn của ông Putin với bộ chỉ huy quân sự của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.